anh cũng rất là khổ, cuộc đời cũng gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh như thế. Nhưng mỗi lần mà gặp những cái hoàn cảnh bi kịch như thế đó, những cái biến cố như thế, anh cũng chịu không có nổi. Và anh rất là ngưỡng mộ bố mẹ của em. Là mưa Sài Gòn mình đi, nước bị ngập rồi, không thấy đường, chạy lọt ngộ cái lô cắm, cái xiên ra anh trồng chuối xuống, bị 1 tỷ. Là lúc đó mình nói thôi, đời mình cũng xem luôn, chuẩn bị lấy cái bằng đại học xây dựng. Mơ ước con mình nó sẽ trưởng thành, nó sẽ này nọ, nó sẽ làm thì không phải còn khổ cực như nhiều bố mẹ hồi xưa nữa. Rốt cuộc bị sụp đổ con gái là giấc mơ coi như là hết trơn hết trọi luôn. Nuôi một tiếng hai anh em là đi xin hai anh em cho mẹ, tại vì cái tiền bỏ nó lớn. Có lần ở bệnh viện ré rồi cũng không có tiền, có công từ thiện rồi xin một hộp cũng sang đâu, có bà đó cho hộp nữa, hai hộp mới đủ sức chịu đựng. Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Đến giờ là anh chị mấy cháu? Hai cháu. Tới nhà anh em 89 mới quyết định là sinh đứa nữa. Sinh một bé nữa. Phải trai luôn? Bé gái. Bé gái. Người ta có con đi học cấp 3 bằng áo dài rồi, rồi cũng đi đại học rồi. Vợ chồng mơ ước ráng làm, có tiền có đồ rồi mới nuôi hai anh em học đại học Sài Gòn hết. Thì thằng kia ra trường tính là nó làm bị một cái tháng. Một cái tai nạn đi làm về là mưa Sài Gòn mình đi, nước bị ngập rồi không thấy đường, chạy lọt ngộ cái lô cắm, cái xiên ra anh trồng chuối xuống, bị 1 tỷ xong cổ. Cái mũ bảo hiểm mình nó bị nát ra, nó trắng ở bên cái thành của cái cống á. Con trai đầu lòng của mình á là bị cái tai nạn đó. Là lúc đó mình nói thôi, đời mình cũng xem luôn. Từ ở ngoài Tâm Quan nghi tin điện thoại gặp chị vô rồi đưa đi chợ rẫy rồi này nọ, chọc trăng xanh điện này bệnh viện 4 tháng á. Chị nuôi trong đây chị? Vô hết mà, hai chồng vô hết, bỏ nhà luôn. Lúc đó tính bao nhiêu tuổi? Hồi đó tính 23 tuổi. Chuẩn bị đi hỏi vợ rồi rốt cuộc đâu xem luôn. Nó ra trường làm mất mấy tháng nha mày. Chuẩn bị lấy cái bằng đại học xây dựng. Ngồi bảo và cái ước mơ của hai vợ chồng là dồn hết đem cho hai đứa con. Mơ ước con mình nó sẽ trưởng thành, nó sẽ này nọ, nó sẽ làm thì không phải còn khổ cực như nhiều bố mẹ hồi xưa nữa. Tức là mơ ước dữ tợn. Rốt cuộc bị sụp đổ con gái là giấc mơ coi như là hết trơn hết trọi luôn. Tới chừng mà bác sĩ nói là chuẩn bị tiền với sức lực để nuôi, chứ con trai của anh không có chết đâu. Mà cái sức lực của anh chị nuôi là phải dữ tợn, chứ bây giờ bệnh này nó khỏi đâu, không có chết. Chết là chết, hầu chờ rảy rồi. Nhưng mà khi đưa về bên quận 8 thì hai bố con ở đó gần cả một đêm trời. Cái lúc bệnh lúc qua sang đêm nữa, đi nửa đêm nữa, đi đến nỗi mà bác sĩ người ta thấy người ta ớn luôn, thôi về miền Trung đi, coi chừng cho con không bớt được bố bệnh thêm nữa. Rồi thôi đành phải đi về. Mình đã bị đi ăn xin ở chốn thành phố này, nuôi một tiếng hai anh em là đi ăn xin hai anh em cho mẹ đâu. Tại vì cái tiền bỏ nó lớn. Có lần ở bệnh viện ré rồi cũng không có tiền, có công từ thiện rồi xin một hộp cũng sang đâu, có bà đó cho hộp nữa, hai hộp mới đủ sức chịu đựng. Chứ tiền của bao nhiêu cũng hết. Một năm tưởng nó bớt, một năm nữa cũng không bớt, rồi ba năm cũng không bớt, cuối cùng di chứng này lại là ngầu xi lạnh. Mẹ phải làm là cô y tá luôn, chăm sóc vết thương tày tụa tinh ngừ rồi, nói như một cô nên y tá. Mẹ đi bệnh viện cũng 2-3 lần. Không, nhiều lúc
bên này là buồn lắm. Nhiều lúc cũng chán nản. Tại sao là đời đến với mình là sao nó khó khăn. Vợ chồng mình đến với nhau chắc mình không được cái gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không phải vậy. Đằng nào thì ông Tiến cũng không bớt bệnh nào. Con trai không bớt bệnh thì ngồi xi lên. Nhưng mà còn con gái, vợ chồng mình còn trĩ, còn phỉ, còn bà con xóm giềng, còn tất cả các hậu đoàn thể thương, quý mến, là bắt đầu mình phải vươn lên. Lúc đó mình phải làm lại ngay từ đầu luôn. Cái hồi mình thương nhau đó, là từng hứa với bà xã mình: thôi bây giờ khổ, nhưng anh hứa với em là anh sẽ ráng làm mình mọi tất cả. Sau này mình dành dụm được ít tiền, con cái nó trưởng thành, mình muốn đi Đà Lạt, đi Sài Gòn, đi Gia Lai, thì muốn đi ra thêm Lan Bác cũng được. Lúc đó mình cùng nhau đi. Rốt cuộc cái giấc mơ này hiện ngày mà có nhung nhóm con chút thôi thì cũng đỡ thôi, thấy không? Nói chung là Tiến bên đây nó cũng làm thì nó cũng có bạn gái đó, thì nó lo mình cũng đỡ khổ nhiều lần. Cha hậu ở nhà khổ lắm lận á. Dù sao mọi thứ nó cũng qua rồi, chúng ta lại thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tôi nghĩ rằng á, những cái nỗ lực cố gắng của anh chị cũng đã bắt đầu được đền bù rồi đó. Và Linh nghĩ nó còn đền bù hơn nữa, bởi vì ông trời lấy của mình một cái điều gì đó, chắc chắn sẽ bù đắp một cái điều gì đó. Và sắp tới đây không chỉ có Tính mà còn cô con gái nữa. Cô con gái đã tốt nghiệp chưa? Nói chung học được rồi, cũng có chồng rồi à. Rồi cũng có em bé rồi, em bé 2 tuổi rồi. Rồi nói chung là vợ thằng chàng, con rể với con gái là cũng có trình độ, cho nên làm được bên bưu điện của thị xã. À, thị xã Hòa Nhơn. Hòa Nhơn hồi xưa là huyện Hòa Nhơn, nhưng bây giờ là được lên thị xã mấy. Dạ, yeah, dạ, yeah. Như vậy là cũng sóng gió cũng qua đi rồi, sáng sủa rồi đó. Nó cũng bắt đầu ánh sáng cuối đường hầm, nhưng nó chưa sáng lắm. Một cái cuộc trò chuyện mà mình cứ hồi hộp, không biết khi nào mà họ được thoải mái. Mình cứ ngồi mong cái kết sau đây, cái kết sau đây. Mình cứ mong rồi cái gì nó sẽ tốt đẹp đến với anh chị đây. Cứ mong cho đến cái giây phút này đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một đoạn video clip để gửi đến anh chị. Mà anh chị, con chào ba má của con. Hôm nay con rất là vui khi ba má tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Và con rất tiếc là hôm nay con xin phép có việc bận, không thể tham gia cùng với ba má. Nên con có vài lời muốn nói với ba má. Nhân dịp ba má tham gia chương trình Tình Trăm Năm, con xin chúc ba má mãi mãi hạnh phúc như thế này. Ngoài ra con cũng xin gửi đến ba má ngàn lời xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho ba má khi tuổi đã về già. Có những lúc ba má ốm đau con thấy rất sợ. Con sợ vì không thể chăm sóc được cho ba má khi chính sức khỏe của con cũng đang cần người chăm sóc. Ba má đã sinh con ra khỏe mạnh, đáng lẽ ra con phải sống tốt hơn. Nhưng chính cái tai nạn giao thông năm 2010 đã lấy đi của con và của gia đình mình rất là nhiều thứ, làm cho ba má phải thêm gánh nặng trong cuộc sống. Con cảm ơn ba má đã luôn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương, lo lắng và che chở cho con trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Giờ đây con không cầu mong gì hơn, con chỉ mong rằng ba má luôn có thật nhiều sức khỏe và gia đình mình sẽ không còn những sóng gió nữa. Con và em gái rất là thương ba má. Tụi con tự hào khi được làm con của ba má. Con yêu ba má nhiều lắm. Nó nói vui. Bên này bố mẹ nó cũng rất là mừng, không biết nói sao. Cầu mong cho con hai đứa nó hạnh phúc. Trong lòng con nghĩ thế nào?
Con đã từng là mẹ. Khi con của con càng lớn, nó chỉ bị mũi chích thôi là con cũng đã đau lòng lắm rồi. Cho nên khi mà nó càng lớn thì con lại càng hiểu hơn được cái nỗi đau của người làm cha làm mẹ. Nên con rất là thương. Con rất là thương cô chú khi mà chưa kịp hưởng được cái gì hết thì nó lại có quá nhiều cái bi kịch xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Và con cũng rất là thương tính nữa. Thương tính vì tính cũng đau khổ lắm khi mà không chăm sóc được cho cha mẹ lúc đau bệnh. Con chỉ mong rằng là mình cứ tận hưởng cuộc sống, cứ thực hiện cái điều mà chú đã hứa với cô ngày xưa, đó là đưa cô đi khắp nơi. Hai chú ha. Dạ. Đang cố gắng. Cố gắng anh à. Thương nhau thì đã thề non hẹn biển. Có sướng thì cùng sướng, có khổ thì cùng khổ. Cố gắng là phải đi du lịch biết nhiều nữa, mà phải cùng đi hai vợ chồng. Bây giờ anh chị nhắm mắt lại 30 giây. Chúng tôi sẽ có một điều bất ngờ cho anh chị. 5, 4, 3, 2, 1. Mời anh chị mở mắt ra. Vào đây nào, vào đây nào. Dạ mà sao nó không đi? Vào đây nào. Dạ. Giờ thấy con xuất hiện đây thấy làm sao? Chú mừng quá chừng lắm. Đây là Tính nè, còn à. Nhân vật kế bên là người con gái mà nãy giờ con nhắc với chú rất là nhiều à. Là người mà đã một phần nào đó đã làm cho cuộc sống của Tính có cái niềm tin, có cái mục đích. Anh nghe về cuộc đời của ba mẹ Tính á. Dạ. Anh cũng nhức đầu nãy giờ, không biết tại sao ba mẹ lại có thể vượt qua những giai đoạn đó. Thật ra cuộc đời anh cũng rất là khổ, cuộc đời cũng gặp rất là nhiều cái hoàn cảnh như thế. Nhưng mỗi lần mà gặp những cái hoàn cảnh bi kịch như thế đó, những cái biến cố như thế, anh cũng chịu không có nổi. Và thật ra đến bây giờ anh rất là ngưỡng mộ bố mẹ của em. Không hiểu tại sao lúc đó bố mẹ có thể vượt qua được. Và anh nghĩ Tính cũng chắc cũng có một cái ám ảnh trong cái thời kỳ đó. Và làm sao để em vượt qua những giai đoạn đó hả Tính? Những cái lúc mà em nằm ở viện á thì em không có ngủ được bởi vì nó đau nhức suốt cả ngày cả đêm không ngủ được. Còn cái người chăm sóc mẹ thì có nhiều lúc em thấy là mẹ chăm sóc xong rồi mẹ gục trên giường đó. Rồi cái cảnh mà ba với mẹ chen chúc nằm ở dưới nền gạch ở dưới chỗ bệnh viện, em thấy rất là thương ba mẹ. Và từ cái chỗ đó mà em quyết định là em phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải cố gắng làm sao để mà mình thoát khỏi cái tình trạng mà sức khỏe của mình như vậy, để ra khỏi bệnh viện, để về nhà với gia đình, với bố mẹ. Thì mẹ với bố chính là cái động lực để đầu tiên để em có thể vực dậy cái tinh thần của mình trong cái lúc khó khăn. Bây giờ thì anh nghĩ rằng sóng gió cũng qua rồi, mặc dù cũng còn khó khăn trước mắt, nhưng mọi cái sóng gió nguy hiểm á nó qua rồi. Dạ. Yeah. Mình cũng lấy điều đó làm cái động lực sống tiếp tục cho mình nữa. Dạ. Yeah. Và bây giờ anh thấy em có thêm một cái niềm vui bên cạnh nữa. Cảm ơn đời lại có thể có những con người như thế. Nhưng phải nói cảm ơn đời đã có em. Em là quen Tính trong trường hợp nào? Dạ, thì chào anh Nguyễn Linh và chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thúy Trúc, thì quê em ở Bến Tre. Và trong một cái dịp tình cờ em mua hàng online của anh Tính thì lại kết nối trò chuyện với nhau. Và từ đó thì mọi chuyện nó lại theo một cái hướng bén duyên với nhau, đến với nhau một cách tự nhiên nhất. Rồi bây giờ hai đứa con muốn nói gì với ba má không? Nhân đây thì con cũng cảm ơn ba má đã bên cạnh con, chăm sóc cho con từ khi cái lúc mà con gặp cái biến cố cho tới thời điểm con gặp Trúc.
Thì bà má ra vất vả với con rất là nhiều. Thì con chỉ mong là bây giờ ba má cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống thật lâu với tụi con. Con cảm ơn ba má rất là nhiều. Cảm ơn ba má đã sinh con ra, nuôi nấng con cho đến giờ này. Con tin là sắp tới đây, những cái sóng gió nó qua đi rồi thì con sẽ cố gắng nỗ lực để phấn đấu để làm sao mà xứng đáng làm con của ba mẹ. Cũng như ba mẹ nhiều. Trúc muốn nói gì không? Thật ra thì cái lúc mà ba và má kể về cái cuộc tai nạn của anh á, mình không hình dung được là người lớn người ta phải chịu cái nỗi đau đó nó như thế nào. Và thật sự là cảm ơn ba má đã lo lắng chăm sóc cho anh Tính để vượt qua cái khoảng thời gian đó. Và cảm ơn tất cả cái đấng sinh thành đã yêu thương con vô điều kiện. Để có một người tên là Nguyễn Chánh Tính như ngày hôm nay, một tinh thần không ai mà có thể gục ngã được. Chị vui không chị? Vui. Vui lắm chứ. Nghe con dâu nói thế là vui rồi đó. Mừng chứ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn hai em đã đem đến những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Mình cũng cảm ơn chương trình đã cho gia đình mình một giao lưu và tiếp xúc hôm nay. Dạ. Cảm ơn chú bộ đội cái.